Ni hao, ni men hao. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 10 của giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1 thì chúng ta ôn qua lại bài 9 có một chút ở trang 68. Có phần nói về các loại hoa quả, các bạn đọc cùng mình khoáng qua. Si khúng sự, chín trại, chế sự, tâu chảo, trung thấu, thủ tâu, chai khoa, khoáng qua dưa chuột, si khúng sự, cà chua, chín trại, rau cần, chế sự, cà tím, tâu chảo, đậu đỗ, trung thấu, hành tây, thủ tâu, khoai tây và chai khoa là súp lơ. Còn bây giờ tiếng Trung.vn sẽ cùng các bạn chuyển sang bài 10. Bài 10 thì các bạn sẽ dở trang 70, các bạn luyện phần từ mới của mình. Xiao shang wu tu shu quan yao xiao jie huan mei yuan gang bi ru yuan ding bang ma he fa lang ou yuan ying ye yuan ba qian wan renmin bi renmin teng yi hui san sheng shu dui le bu he qi he qi. Các bạn quay về trang 69 đọc bài khóa và dịch sang tiếng Việt cho mình. Còn sau đó thì các bạn mới kiểm định bằng cái phần đọc và phần dịch của mình để cho nó hoàn thiện. Xiao wo qu tu shu quan, xiao wo buổi chiều, wo qu tu shu quan, tôi đi thư viện. Ni qu bu qu, bạn đi hay không? Wo bu qu, tôi không đi. Wo yao, tôi muốn. Qu yin hàng, đi ngân hàng. Khoan chén, đổi tiền. Xiao chia, cô ơi, wo khoan chén, tôi đổi tiền. Nín khoan sớm mơ chén, ông đổi tiền gì thế? Wo khoan dân bín pi, tôi đổi nhân dân tệ. Khoan tô xảo, đổi bao nhiêu? Ơ bái mẩy huyền, 200 đô Mỹ. Chính tầng ý khuê, xin đợi một lúc. Sen sơn, ông ơi, cày nín chén, gửi ông tiền. Chính sủ sụ, xin hãy đếm lại. Tuy là, đúng rồi, xia xịa, cảm ơn. Bú khơi chị, đừng khách khí. Sau đây chúng ta quay lại phần từ mới để chúng ta đặt câu với nó. Xe ủ là buổi chiều. Buổi chiều bạn đi đâu? Xe ủ đi truy nả. Sang ủ là buổi sáng. Buổi sáng bạn đi đâu? Sang ủ đi truy nả. Thu giúp quản, thư viện. Ủa truy thú xúc quản, tôi đi thư viện. Yao muốn, ủa yao khoan chén, tôi muốn đổi tiền. Khoan là đổi. Nhi khoan sớm mới chén, bạn đổi tiền gì? Ủa khoan mẩy huyện, tôi đổi đô Mỹ. Cảng pi, đô lòng công. Ủa khoan cảng pi. Rư huyện là inh bang. Nhi khoan inh bang, nhi khoan rư huyện mà. Bạn đổi nhân yên nhật không? Ủa bú khoan inh bang, tôi không đổi bảng Anh. Ủa khoan phả láng, tôi đổi phong pháp. Ủa hiểu Âu Yuan, tôi có Euro. Ính Dê Yuan là nhân viên kinh doanh. Bạn có phải là nhân viên kinh doanh không? Nỉ sự Ính Dê Yuan mà. Ủa bú sự Ính Dê Yuan, tôi không phải là nhân viên kinh doanh. Y bả 100, y chẹn 1.000, y hoạn 1.000, y hoạn dân minh bi 10.000 nhân dân tệ. Dân minh thì là nhân dân. Nhân dân Việt Nam, Duy Nán dân minh. Nhân dân Trung Quốc, Trung Quốc dân minh. Tầng là đợi. Chính tầng ý khuẩy, xin đợi một lúc. Sen sơn, ông ơi, cày đến chén, gửi ông tiền. Chính sủ sụ, xin hãy đếm lại. Đúng rồi, tùy là. Bú khơi chi, đừng khách khí. Đi thay khơi chi là bạn khách khí quá. Trên đây là tôi vừa, tiếng Trung.vn vừa mới hướng dẫn các bạn về cách đặt câu với các cái từ mới đấy. Các bạn có thể mở rộng nó ra. Mỗi một từ thì đặt 10 câu thì các bạn sẽ thạo hơn. Về sau nói chuyện sẽ tiện hơn. Bây giờ chúng ta sang phần chú thích trang 71. Dòng thứ 10 từ trên xuống. Sen sơn là ông, xéo chỉ là cô. Khi trong xưng hô thì chúng ta chào Trấn Sơn Sơn, ông Trần. Phan Sơn Sơn, ông Phạm. Còn cô gái thì mình xéo chỉ Trấn xéo chỉ cô Trần. Phan xéo chỉ cô Phạm. Đoàn xéo chỉ cô Nguyễn. Ví dụ thế. Bây giờ các bạn chuyển sang trang 72. Chúng ta sẽ luyện phần ngữ âm, phân biệt âm và thanh điệu. Các bạn đọc cùng mình. Khoan chén, phan chén, mẩy huyến, mẩy nén. Sen sập, san sạng, in bạc, in hàng. Tuy khoản, thuy khoản, ý bạn, y ban. Ban công sự, tên ỉnh yên, ta sứ quản. Khai hoán xeo, yếu y sư, mấy quan si. Yếu sứ khẩu, truy sang đen, mải tung si. Bù xua, bù tua, bù nấm, bù lái. Bù hảo, bù mải, bú triệu, bú xiệu. Vậy ra bù sẽ được đọc thành bú khi cái từ kế tiếp kết thúc bằng dấu huyền. Chia kết thúc dấu huyền nên bù phải đọc là bú, bú triệu. Phần phối hợp thanh điệu ten chưa men bao ta sân ten tân phủ xí khở huấn len xí quân thí khan ủy oai ủy chưa lì na lì quây sinh tin tùng yên quây khan bình pheo lẹng duê lẹng xia xịa và tai phụ.
Các bạn nhìn thấy phần nhận biết và tập đọc chữ Hán bài 2, các bạn phải đọc lên và dịch sang tiếng Việt cho tôi. Còn nếu không làm được hoặc đã làm xong rồi thì lúc đấy mới nhìn ra cái đáp án mà tôi đưa ra. Các bạn chờ tôi một chút. Đọc cùng với tôi nhé. Cấy nỉ, cấy ủa, cấy tha, cấy nỉ mân, cấy tha mân, cấy lão sư, y bài, ơ bài, san bài, ú bài, liêu bài, ba bài, chiếu bài, chín thiên xeo ủ, mính thiên xeo ủ, sinh chi san xeo ủ, sen sân, ủa yêu khoan chén, nín khoan sớm mơ chén, ủa khoan ủ khoan dư yến tự dân minh bi, tôi đổi 5 vạn nhân tệ sang yên nhật. Chính tầng ý khuây. Xin đợi một lát. Xéo chìa, cô ơi cầy nín chén gửi cô tiền. Nín sủ sụ, xin cô ơi đếm lại. Tuy lợ, xìa xìa, đúng rồi, cảm ơn. Cú khơi chị, đừng khách khí. Sau đây chúng ta sang cái bài hoàn thành hội thoại, bài số 3. Các bạn làm trước, sau đó thì kiểm định với cái phần đáp án của tôi. Nín khoan sớm mơ chén, của khoan dân miên pi, chính tầng ý khuây. Cầy nín chén, xìa xìa, bú khơi chi, đi truy yếu trúy ma, bú trụy, của truy yến hàng. Xéo chìa, đi khoan sớm mơ chén, của khoan dân miên pi, chính tầng ý khuây. Cầy nín chén, xìa xìa, bú khơi chi. Bài cuối cùng, trang 73. Hội thoại giao tiếp, các bạn đọc cùng mình. Của khoan chén, tôi đổi tiền. Nín, yêu khoan sớm mơ chén, bạn muốn đổi tiền gì? Của khoan dân miên pi, tôi đổi nhân dân tệ. Nín khoan tô xảo, bạn đổi bao nhiêu? Của khoan ú bái mể yến, tôi đổi 500 đô Mỹ. Trên đây tôi vừa hướng dẫn cho các bạn bài 10 giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn về nhà thì bao giờ cái bài này các bạn cũng cần phải làm trước, đọc và dịch sang tiếng Việt trước và làm bài tập trước, sau đó thì mới giờ đến đáp án của tôi để so sánh. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Chào chào.